Em xin chào các bác nhé. Đây, hàng hóa nhà em vừa về. Em lên một số mặt hàng như sau đấy. Hôm nay em phục vụ các bác. Đây là hoàng thảo u nồi đấy. U nồi hay là hoàng thảo ngũ tinh. Hôm nay em thấy có những cây nó nứt nụ. Đây các bác này, nụ nó đã sưng lên như này rồi. Năm nay là phụ hoa chắc chắn là kịp Tết ở miền Bắc này. Còn miền Nam thì em không nói, miền Nam thì chắc chắn các bác chơi Tết rồi, đã sưng nụ. Đây, đây là hoàng thảo u nồi. Tối qua thì em phải thắp điện. U nồi em bán 220 một cân nhé các bác nhé. Đây là hàng. Còn đây, đây là hạc vĩ đấy, hạc vĩ Bắc, hạc vĩ Lai Châu. Đấy, hàng vừa về, hàng đã sạch bỏ hết lá rồi. Đấy, nên là các bác mua trồng nó rất là dồi dư, các bác không phải cõng thêm cái phần lá. Đấy, thì hạc vĩ cũng là 220 một kg các bác nhé. Đấy là hạc vĩ này. Còn tất cả những cái mặt hoa của hoa lan ngày hôm nay em quay, em có một đoạn video sau cùng là ảnh hoa các bác nhé. Đây là hạc vĩ này. Đấy, trong bao em đổ ra nó vẫn còn nguyên nếp, nguyên nề như này, này. Trong thùng. Đây là hoàng thảo lụa vàng. Hoàng thảo lụa vàng em thấy cũng có những cây nó cũng nứt nụ rồi đây này các bác này. Đây này. Đấy, lụa vàng là ra hoa ở cây già nhé các bác nhé. Cây thân tơ này thì sang năm hoặc sang năm nữa mới ra hoa. Đấy, như những cây nứt nụ sớm này thì là chơi hoa sớm. Còn nó đa phần là chưa nứt nụ, bởi vì hoa phục vụ Tết mà. Đây nẫn một cây vôi. Đấy, hoàng thảo lụa vàng này 250.000 một cân các bác nhé. Đấy, đây hoàng thảo lụa vàng này, hàng rất đẹp luôn. Còn đây là ngọc thạch ba màu đấy các bác này. Ngọc thạch ba màu, cây mập to như ngón tay luôn, rất đẹp. Ngọc thạch ba màu này là 150.000 một kg các bác nhé. Đây. Còn đây là hoàng thảo nghệ tâm. Hoàng thảo nghệ tâm hoa tím. Giá hoàng thảo nghệ tâm này là 300.000 một kg các bác. Đây là hoàng thảo nghệ tâm. Tí các bác xem hoa ở phần cuối video nhé. Còn đây là hoàng thảo trúc mạnh. Hay chuỗi cườm hay u nồi mini chính là trúc mạnh đây. Đấy. Cái rất dài. Và đẹp. Là 220.000 một kg các bác nhé. Còn đây là kim điệp nhựa hay em gọi là kim điệp thơm. Hoa vàng như nhựa. Cây rất mập và đẹp. 200.000 một kg. Còn này, chỗ này hơi tối đúng không ạ? Em sẽ lấy bóng điện về đây. Em quay cho các bác. Cho rõ. Đây ạ. Đây kim điệp nhựa này. Cây rất mập mà nù. Đấy. Đây là kim điểm nhựa. Còn đây là hoàng thảo vôi các bác nhé. Đấy, nguyên nếp như này. Vẫn xếp quay đầu quay đuôi này. Vôi Bắc các bạn. Cây rất mập. Thậm chí có những rễ rất to luôn. Đây các bạn nhìn này. Cây mập. Đây thân tơ đấy. Thân hoa của năm nay. Đây các bạn. Đấy, nhìn nó vàng vàng này thôi nhưng mà không phải thối. Đấy, riêng vôi. Vôi cực đẹp luôn. Đấy là hoàng thảo vôi. Là 250.000 một kg. Đấy, bây giờ em phải móc lại bóng điện một chút. Tiếp theo
là sơn thủy tiên đấy, 200.000 một kg. Sơn thủy tiên 200.000 kg. Đây, ở đây là những hộp hàng bom về đây. Sơ sơ ngày hôm nay cũng lĩnh 7-8 đơn bom đây. Nhiều lúc các bác mua xong rồi kêu cước cao, thực ra Bắc chuyển vào Nam thì bao giờ nó cũng cao mà. Đây các bạn này, các bạn nhìn thấy trục lụa vàng này, thấy rẻ rất đẹp luôn. Hoàng thảo lụa vàng, hoàng thảo lụa vàng nô này về rất đẹp. Ngọc thạch này. Nói chung là tất cả đều hàng hàng tuyển chọn. Đấy là toàn bộ những mặt hàng của em ngày hôm nay. Để em chuyển sang phần video về mặt hoa để các bác xem hoa của những loại lan ngày hôm nay nhé. Em xin chào các bác.